sự kiện kỳ lạ đang diễn ra trên thành phố của chúng ta. Hàng loạt robot xuất hiện khắp nơi, khiến cho nhiều người hoảng loạn. Đâu biết cần phải nhân chuyện nữa ta. Mình chỉ muốn một con robot thôi mà. Ủa, ai đây ta? Là một con robot nữa hả? Chúng ta phải đưa robot này về nhà thôi. Lắm, cuối cùng các ngươi cũng đã đến, mặt hết cho ta. Đã đến lúc robot của Nobita ra tay. Nobita, Nobita và Vương quốc Robot phát sóng lúc 11 giờ thứ bảy, ngày 30 tháng 1, bắt lại lúc 20 giờ cùng ngày trên HTV3.